ngày quốc khánh, khi bài quốc ca thiêng liêng vang lên trên quảng trường Ba Đình lịch sử, cũng là lúc muôn triệu con tim Việt Nam hướng lên ngọn quốc kỳ tung bay trên kỳ đài. Ngày quốc khánh, hát quốc ca, chào cờ, lòng rưng rưng xúc động. Đã có biết bao người lớn lên và trưởng thành trong những buổi chào cờ, vào đội, vào đoàn, vào đảng. Và trong nhiều buổi chào cờ nữa, lòng tự hào về Tổ quốc chào dâng. Thật sự là rất là xúc động khi mà được đứng lên bục cao nhất để kéo lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Tôi cũng chỉ một tâm niệm rằng là những lúc nào khó khăn nhất thì những lúc đấy là phải mạnh mẽ nhất. Có nghĩa là mình phải cố gắng làm thế nào đó trấn tĩnh lại được để mình có thể tự tin hơn, chiến thắng. Đó là chia sẻ của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ngay tại nhà thi đấu Rio de Janeiro, Brazil năm 2016, nơi quốc kỳ Việt Nam lần đầu tiên được kéo lên ở vị trí cao nhất của đấu trường Olympic. Anh là vận động viên đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam giành huy chương vàng Olympic bộ môn bắn súng. Lá cờ đỏ sao vàng khi ấy